6, thứ hai tuần 12 thường niên. Hãy lấy cái đà khỏi mắt người trước đã. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao người thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đừng xét đoán người, luôn xét mình. Hãy lấy cái đà khỏi mắt người trước đã. Xét đoán người khác rồi phê phán, chê bai, bôi nhọ, làm mất danh dự, hạ nhục người khác là lỗi đức bác ái cách nặng nề. Chúa Giêsu nói: Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Hãy lấy cái đà khỏi mắt người trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em người. Tật xét đoán người ta bắt nguồn từ lòng kiêu căng, ích kỷ. Lòng kiêu căng luôn xem cái tôi của mình là số một, luôn xem tài năng của mình là hơn người, luôn xem chỗ đứng, chức vụ của mình là quan trọng, luôn xem bản thân mình là hoàn hảo, còn những người khác thì xem chẳng ra chi. Nếu có ai đó tài giỏi hơn, nhiệt tình hơn, và ngay cả lòng đạo đức xót thương người hơn mình, thì mình cũng không chịu thua người, lại còn tìm cách bôi nhọ hạ bệ. Có những câu nói không giấu được lòng ganh tị: Tôi mà được ăn học như ông ấy thì tôi còn làm tới đâu nữa, chứ bấy nhiêu ăn thua gì. Cả những câu xét đoán đau đớn: Ông ấy chỉ có ham tiền chứ làm được gì đâu. Khi xét mình xưng tội, nếu mình xét đoán người khác có tội thì chính mình phạm tội ấy trong lòng rồi. Trên đường hai sư thầy đi về chùa, họ gặp một cô gái xinh đẹp không lội sang vũng bùn được. Một vị sư thầy đã cõng cô gái ấy qua vũng bùn. Sư thầy phàn nàn cay cú vị này suốt đường đi, và về đến chùa còn nói với mọi người rằng: Huynh ấy đã phạm giới. Vị sư cõng cô gái nói: Có, bần tăng đã cõng cô gái ấy qua vũng bùn rồi bỏ cô ấy xuống, còn huynh này thì cõng cô ấy về đến đây. Ước gì các gia đình luôn xét mình, đừng đoán già đoán non rồi đay nghiến nhau, rồi kết tội nhau. Nếu có ai thực sự có lỗi thì hãy cầu nguyện và tìm cách sửa lỗi chân thành. Lạy Chúa, xin cho các gia đình thực thi lời Chúa dạy: Không xét người, luôn xét mình, có lỗi thì xin lỗi và sửa lỗi. Amen. Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là sự bình an cùng đem chúng con lại làm lành cùng Chúa. Thương xót chúng con. Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu là thực sống trong Chúa. Kính chào tháng 6, kính suy tôn, kính chiêm ngưỡng, kính cảm tạ tình yêu Thiên Chúa qua tình yêu Chúa Giêsu Kitô cùng với Chúa Thánh Thần. Mỗi con người đã được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, từ sự hiện hữu trên trần gian đến sức khỏe, vẻ đẹp, tài hoa, và nhất là trái tim biết yêu Chúa, yêu nhau, yêu đời, yêu người. Thế nhưng chỉ có người cảm nhiệm được tình yêu ấy, hồng ân ấy và yêu như Chúa yêu, người ấy mới thực hạnh phúc.
Vâng, lạy Chúa, nếu không có tình yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì? Nếu không có bác ái thì lòng con như cây bồng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Xin cho chúng con thực lòng yêu tha nhân như mình, vì khi yêu mến tha nhân còn loan truyền tình cha nhân ái. Amen. Chúa, nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì? Nếu không có bác ái thì lòng con như cây mộng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Một người không biết yêu ai mà nguyện cầu Thiên Chúa yêu mình. Một người không biết cho ai mà nguyện cầu lạy Chúa ba nơi. Một người không chia phận người mà đòi ai nấy chia phận mình. Chỉ một người biết sống yêu cho người, người ấy được nhận lời. Lạy Chúa, nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết. Đi thì làm sao mong sẽ được gì? Nếu không có bác ai thì lòng con như cây bồng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Lòng con như cây bồng,
như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Xin cho con thương lòng yêu tha nhân như mình, vì khi thương mến tha nhân con loan truyền tình cha nhân ái. Xin cho con mở rộng đôi tay con cho người, vì khi từng thành ba vai con tạ ơn hồng ân Chúa Trời.